ở miền Tây đa số có một anh ở miền Tây đa số đợi đi theo thầy hôm qua giờ đó. Mọi người qua giờ qua đi đường hôm nay đi tiếp tục. Hôm qua giờ mình cảm giác đi qua hành thử mình cảm giác như thế nào rồi anh? Thấy chị cũng khỏe. Dạ. Là anh đi khoảng được bao nhiêu cây? Đi đến thầy nghỉ chưa đó? Dạ. Rồi xã bỏ giày mà giày bị dùng đúng rồi không đi nữa. Có thử bỏ giày ra đi không anh? Anh có thử bỏ giày ra đi. Lúc đó là giày bạn đi dính có đi là tốt, tại vì muốn được như thầy phải lâu lắm. Không, khó đọc lắm. Dạ. Chỉ trải nghiệm mà mình phải đi. Chị vẫn ngồi ở đây hay là chị về trước nè anh? Ngồi cho bà nha. Dạ, thở cho nghỉ anh. Anh về trước nha. Dạ. Bởi vì hôm nay bánh đi không được đâu. Chị hôm qua thấy chị rất là vui và rất là hỏi. Dạ. Dạ. Anh ở Cần Thơ ra các bạn ơi. Tại vì bữa nay bị vụt cút á. À dạ. Rồi thôi cho bữa nghỉ. Anh cũng vừa có 1.000 mấy cây để ra gặp thầy mọi người. Tiếp tục mình đi bộ hành với thầy để cho khi mà từ Cần Thơ ra vậy đó, mình đi như vậy nó có ảnh hưởng tới công việc ở nhà của mình không anh? Không, ở nhà buông bỏ đi. Nói chung là làm cũng nhiều ngày chứ không phải là nhiều năm chứ không phải ngày cũng bỏ vài ngày đi theo thầy lấy phước hả anh? Anh ở miền Tây ra gặp đi, thầy giờ là mình đi được đến đây rồi. Anh có muốn là thầy về Cần Thơ để gặp thầy hơn không? Thầy vậy lúc đó anh có đến gặp thầy không anh? Cách ra tới đó là có nhiều hơn bây giờ nữa đúng không? Dạ. Hôm qua giờ mình vô đánh lễ được thầy chưa? Chưa. Anh nếu mà anh ấy muốn đánh lễ là buổi trưa anh lại. Hôm nay mới đi. Dạ. Hôm qua là vô nghỉ trưa đó, là đi. Dạ. Mấy chị xin chụp hình. Nếu mà mình đi bộ hành khoảng một chút, nếu mà mình mệt mình lên xe rồi mình theo rồi khoảng thầy dừng chân khoảng nửa tiếng mình vô là được hợp lý luôn. Lúc đó là mọi người đều ngồi xuống hết rồi, tại vì mới vô là dạ thầy phải vô tìm chỗ nghỉ rồi sắp xếp rồi khoảng tiếng sau mình vô là hợp lý luôn. Dạ. Lúc đó thầy là phải chờ không được, nó đau quá chờ không được. Dạ. Dạ, lúc tranh thủ lúc mà thầy mai y á mình vô mình đánh lễ. Mấy chị thấy anh ghê xin chụp hình quá trời luôn. Dạ, cảm ơn anh nhiều nha. Dạ. Đó, rồi. Dạ, cảm ơn anh, chúc anh nhiều sức khỏe. Giờ mấy sư đã chuẩn bị mai xong rồi, chuẩn bị tiếp tục nè cả nhà. Giờ mấy sư nào chuẩn bị xong trước thì đi trước nha. Đó. Anh trai này là ở miền Tây vượt hàng ngàn cây số để đi ra đây mọi người. Tụi em cũng cần ở miền Tây ở Trà Vinh. Dạ. Cần Thơ là anh ở khúc nào? Ở phía bình dạ dạ.
nay là định đi bộ hành tiếp tục ha. Đi bộ hành tiếp tục cũng khỏe ha, ngày hôm qua em cũng thấy anh. Nếu mà ngày đầu anh đi á là cái chân nó anh sẽ bị nó hơi bị nhức. Không anh đi, không, anh đi không có anh không bình được, anh đi bình thường. Dạ dạ anh quay. Này có cái bài xã đi không nổi rồi cho nghỉ á. Dạ. Hôm nay đi quyết tâm đi với thầy tặng đỉnh lễ với thầy. Dạ. Chứ mình đi đến thầy còn mà trước mặt mà chỉ có dạ. Đi ngang thôi chứ không được. Ngày ngang qua cái lúc anh muốn đỉnh lễ anh giúp chưa á. Dạ. Chưa nay là anh chưa đó, lúc đó là bị công an đuổi rồi bài xã đó. Có mệt thôi đưa có cái chỗ có nghĩa là giấc trưa khi suy nghĩ khoảng tầm một tiếng là vô đánh lễ được rồi. Đúng nó rồi. Cho vô luôn giờ từng người từng người giờ mà nó đau quá nói chung cái này thì dỗ ra nghỉ phải quen rồi sức khỏe phải tốt mấy cái gì đó định đi đây là mấy ngày sao hữu tiền duyên tiền nào mà hết duyên thì về đâu dạ. Dạ, mấy chị đã sắp hàng ngay ngắn để chuẩn bị đón thầy ra nha. À. Ngày xưa mà đau quá cả nhà, đã mau bấm mấy cái mặt cả nhà. Giờ này chắc là mới mấy cái lúc cả nhà nè. Bây giờ là mấy cô áo dài đang đợi thầy ra. Mọi người mấy sư mà đã chuẩn bị xong giờ đi ra đây đi trước rồi nha mọi người. Đây là cái sư này là bữa là bán điện thoại là phát tiền cho bà nghèo nè mọi người. Sư màu tím cái có cái khăn màu tím là nhờ mấy anh em YouTube bán điện thoại rồi phát tiền cho bà con nghèo nha. Phía dưới thì bà con đã tập trung ở dốc cầu ở cái chốt ở dưới ha. Bà con theo cúng dường cho mấy sư nha. Thấy họ chúng ta đi qua đây hả? Mấy anh mấy chị đã chuẩn bị rồi. Mấy cô mấy chị đang niệm Phật ở cái chốt của dân tộc nghe. Cái đêm mà tôi lên học quốc tế lắm. Xin chào quý cô chú anh chị đã đến với kênh của Thần Lại TV. Thì buổi sáng ngày hôm nay thì đã có rất nhiều cô chú anh chị đã có mặt tại đây. Có nhiều cô đã mặc áo dài thì đón thầy hết bình tệ nha. Còn phía trước thì có đã có cái anh tiếp tục
đã chặn chốt để đảm bảo giao thông nha cả nhà. Đó, mấy anh hôm qua giờ là mấy anh luôn túc trực ở đây nha cả nhà. Năm thành năm luôn nha. Đó. Phía đầu bên kia thì vẫn có một cái chốt của mấy anh giữ luôn kìa. Ở cái chân cầu thì cũng khá là nhiều bà con ở trên nha. Mọi người, buổi sáng thì mấy cô không có chổi, mấy cô đã dùng lá đã quét sỏi luôn nè mọi người. Đó. Quét sỏi luôn nha. Hồi thầy đi đường này mình quét sẵn luôn hả cô? À. Dạ. À dạ. Nhưng mà đi đường này nó sẽ vòng vòng lên á. Dạ. Đó, cô chú đang lấy lá cây. À, mọi người. Đi đạp đi xây. Cô định giờ quét bao nhiêu cây số? Cách hết vô thông công ty luôn. Ồ. Quét vô công ty luôn. Thấy chưa? Ngày đi bỏ buôn bỏ bán đi theo. Dạ. Ngày. Dạ. Thầy một ngày luôn hả cô? Dạ. Cái cơ. Ăn sáng chưa? Dạ. Không ăn. Dạ. Không ăn. Nhìn bên thầy một ngày. Coi như mình bữa nay mình đi tập thể dục một ngày. Tập thể dục buổi sáng luôn. Dạ. Ở đây thì đá sỏi rất là nhiều. Dạ. Bốn giờ là lại rồi á ha. Đó. Bây giờ vậy mà sắm cái chổi đi quét cho nhanh nè. Chổi đâu mà chịu đá thì ngồi đụng hết trơn ha. Thì hư tới đâu thì bẻ cái khác. Trời chổi độc lạ luôn nè. Đó mọi người. Đó. Mọi người chi chọn đi. À, mọi người nay cô bỏ bán luôn mà không bán nữa, nghỉ bán luôn. Cô bán cái gì? Cô bán hàng ăn. Bán hàng ăn ha. Mọi người phía trên cầu này, phía trên cầu cũng có mấy cô đang quét ở phía trên cầu nha. Đó, trên cầu mấy cô đang quét nè. Đó. Quét vừa được theo mấy cô chia sẻ là được mong được cái phước rồi sẵn lập thể dục luôn. Đó. Thôi rồi ở đây là sỏi rất là nhiều nha. Trước thì có mấy cái chổi nè. Đó. Buổi sáng này cả nhà, buổi sáng thì mặt trời cũng đã lên rồi nha. Cô mấy chị ở trên kia, cầu quét tới trên kia rồi. Tới cầu rồi ha. Đó. Đó mọi người. Cô đang cầm chổi nè. Nắng sớm quá nha cô. Trời tên mặt trời á. Tôi là bọn mẹ ngay là bọn mẹ đồ luôn đó. Dạ. Cô định quét tới bao xa cô? Cô định quét tới bao xa? Có là đó. Dạ, cô tính quét cái này là tới bao xa, bao xa? Quét thứ rưỡi đó. À, hết cái đoạn này hay sao? Cái đoạn nó có đá thì quét chứ. À, quét khi nào mình mệt thì nghỉ nha. Chứ ở đây họ còn có nước trấu, nước bò. Nhưng mà mình quẹt kiểu đá thôi. Đá để cho mình đi, đi chứ còn thôi thì chạy. Cô hỏi ở đây sao mà người nuôi trâu nuôi bò trên Thái Lan ngoài đường không biết cô là sao? Cái họ đánh đuối chứ. Là do cái đường lộ nó vắng xe hay là sao? Ở đây vẫn xe. À dạ. Vẫn xe. Vẫn xe nên là cô thả ra đường ha. Ừ, xe theo ít đi. Cô định quét tới bao lâu mới nghỉ? Quẹt là tới lúc khoảng ha. Quẹt với mình đi đó. Dạ. Cái này là khoảng con cây cây nó mấy con cây cây luôn. Mấy cây hả? Dạ. Ở đây mấy chữ đây mà ba con cây nó bảo nữa. À,
tí cái màu sáng sớm luôn cả nhà. 5 giờ mấy là bắt đầu mặt trời lên rồi cả nhà. 5 giờ mấy là mặt trời lên rồi nha. Con thì đã sinh lại sáng sớm và có mấy mảnh giấy nữa nè. Xin lỗi cho mấy thầy đi á. Được rồi.